Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng riêng nhâm nhâm dần. Ngày này là ngày canh tốt tháng nhâm dần năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ về ngũ hành ngũ hành ninh mệnh thoa xuyến kim ngày canh tốt, tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi giáp thìn mậu thìn ngày thuộc hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tốt, nhờ kim khắc mà được lợi ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi sao thiên quan tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thủ tử 6 đối với săn bắt sao nguyệt yếm đại họa 6 đối với xuất hành giá thú sao trùng phục kỵ về giá thú ăn táng sao cô thần 6 đối với cưới hỏi sao âm thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, sau quỵ khóc, sau đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cái điều này sẽ đảm bảo cho bạn có được nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương sẽ nhận được một khoản tiền công tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, cũng có được một ngày, buôn may, bán đắt, khách hàng nườm nượp, tiền thu vào không đến kịp nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí, từ trước đến nay, bạn vẫn luôn chi tiêu có kế hoạch, dù tiền lương cao hay là thấp, bạn cũng chẳng bao giờ lùa túng thiếu nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, điều này cho thấy với bạn đang có điểm báo sẽ có những mâu thuẫn xung đột trong mối quan hệ giữa bạn với nửa kia, hai người cần phải học cách bao dung cho những khuyết điểm của đối phương và trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa nhé. vài câu quýt cho bạn tuổi Tý. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được nguồn tài chính ổn định. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nhận được tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ chưa thực sự thấu hiểu nửa kia của mình. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 25 số 87 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ Từ với tuổi Sửu thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh điều này mang tới cho bạn gặp nhiều rắc rối trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn xung đột với bạn bè đồng nghiệp bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình chớ có vội tin theo lời từ một phía nhé và ngày này với ba tuổi Sửu á, nếu như bạn là người làm ở vị thế cao, vị trí lãnh đạo, rất có thể sẽ phải nhận sự chỉ trích của cấp dưới và đây chính là lúc bạn cần phải xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Đừng có quá độc đoán, hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo đáng để cho người khác nể phục nữa nhé cùng với đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn thổ khí vượng nhắc nhở bản mệnh tuổi sửu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ đừng có mãi bó hẹp mình trong những điều đã biết nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim đối diện với những mâu thuẫn xung đột với đồng nghiệp cấp dưới từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy cần phải xem xét lại cách làm việc của bản thân từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy giữ vững quan điểm không nghe theo kẻ xấu từ vi tuổi tan sửu thuộc mệnh thổ không nên vội vã hài lòng với thực tại từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên giữ những quan điểm lạc hậu cố hiểu về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 11, số 63, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phụ trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có mộc khác với thổ và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dần là cần phải dành nhiều thời gian hơn ở bên gia đình của mình với bạn tuổi dần không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân hoặc là cho công việc mà lạnh nhạt với những người thân yêu của mình nhé và ở môi trường làm việc bạn tuổi dần bản tính cao ngạo và cố chấp thích làm theo ý của mình và đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn mệnh khó được lòng người khác. Bạn cần phải khiêm tốn để lắng nghe quan điểm của người khác. Có thể bạn sẽ tìm thấy được những điều hay đáng để học từ họ nữa. Trong ngày này với bạn tuổi dần, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng tây nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi và may mắn vài câu quýt cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè hay là cho công việc từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ suy nghĩ cố chấp không nghe theo ý kiến của người khác, từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, không được lòng tập thể, hãy sự đổi bạn tính xấu của mình. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, thích hợp cho việc xuất hành đi xa. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của ngũ hành nhị hợp tác động và đây là nguyên nhân khiến cho bạn trở nên rất sĩ diện. Bạn mệnh tuổi Mão thường xuyên tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong những lỗi mà mình gây ra vì không muốn xấu mặt mình. Và với bạn tuổi mão á, nếu như cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn sẽ mãi chẳng thể nào tiến bộ được. Điều bạn cần phải làm bây giờ là thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, từ đó tìm ra hướng khắc phục sao cho phù hợp để sau này không còn tái phạm nữa bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mọc khắc với thổ, điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Mão đang có quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ của mình và cách biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những quan điểm khác biệt, khó có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, nhưng đôi bên đều nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để xem xét nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tính cách nóng nảy kiêu ngạo từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ thẳng thắn thừa nhận những lỗi sai để có hướng thay đổi sửa chữa được tốt hơn từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc học cách đặt mình vào vị trí của người khác từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 81, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi điều này làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều trở ngại nhiều việc không xảy ra theo ý muốn dù bạn có từng đạt được những thành tích xuất sắc đến đâu thì cách cư xử nóng nảy, bốc đồng của bạn vẫn sẽ khiến cho cấp trên và đồng nghiệp cảm thấy ác cảm với bạn nữa nhé. Trong ngày này, nếu như bạn là người làm kinh doanh, buôn bán thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để cho bạn đưa ra lựa chọn về đầu tư. Bạn mệnh hãy bình tĩnh để lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của người khác, đồng thời chờ đợi một thời điểm khác để làm giàu sẽ thích hợp hơn cho bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình nhất là đối với những ai đang mắc bệnh về dạ dày bệnh về đường ruột bạn nên ăn uống có chế độ và nghỉ ngơi hợp lý không nên ăn đồ quá cay hoặc là nhiều dầu mỡ sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của mình Vài câu quyết cho bà tuổi thìn trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, không nên đưa ra quyết định về đầu tư. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 57 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn khẳng định được sự cố gắng từ trước tới nay của mình chẳng hề ủ phí chút nào. Với bạn tuổi tỵ có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn và nhận được sự tôn trọng ngưỡng mộ của mọi người xung quanh ngày này với bạn tuổi tỵ cách xử lý tình huống nhanh nhẹn vững vàng là yếu tố giúp cho bạn ghi điểm trong mắt cấp trên với bạn tuổi tỵ không sợ đối mặt với những khó khăn mà cho rằng đó chính là cơ hội để cho mình trở nên nổi bật và vươn lên vị trí cao hơn nữa nhé. Bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng điều này cho thấy trong gia đình với bà tuổi tỵ là một người dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc tới các thành viên trong nhà và khi gặp phải vướng mắc bạn cũng luôn chia sẻ với nửa kia để vợ chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết sao cho hợp lý nhất nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, công sức mà bạn bỏ ra không hề uổng phí chút nào. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, ghi điểm trong mắt cấp trên của cơ hội thăng chức tăng lương từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cái điều này giúp cho bạn tử ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc với bà tử ngọ bạn thường bắt tay vào làm công việc ngay mà không hề chần chừ do dự dù đó là công việc của khó khăn đến đâu đi chăng nữa Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi ngọ, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng, không nên quá nóng vội, dễ khiến cho bản thân mình mắc phải những lỗi không đáng có, thậm chí là gây ra hối tiếc về sau này. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn và gia đình đang vô cùng là hòa hợp đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt thậm chí là tính tới những chuyện xa xôi hơn nữa còn đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới nữa nhé Về câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhiệt tình hăng hái trong công việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa sẽ bổ cuộc khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi, thắm thiết nồng nàn. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, năm sao, con số may mắn, số 18, số 97, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn út xỉu mùi cái điều này khiến cho bà tuổi mùi trở nên tự tin thái quá bạn mệnh tuổi mùi thường chọn cách bỗng ngoài tai những ý kiến đóng góp của người khác vì cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai cả nhá với ba tuổi mùi, bạn là người hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tin phong. Thế nhưng, nếu như bạn quá nóng vội và không nhìn nhận chính xác thực tế, bạn rất dễ gặp phải những trở ngại và tốn nhiều thời gian để khắc phục những hậu quả do mình gây ra nữa. Và xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày 26 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này, theo hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bàn tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tự tin thái quá, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, sẵn sàng đi tin phong trong công việc. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử, ứng cử hay là xin việc. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, việc làm ăn tín trị không mấy thuận lợi. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng báo cho bạn có được nhiều tin mừng sẽ đến trong ngày hôm nay bạn tuổi thân bạn rất hòa hợp với nửa kia của mình thậm chí sau mỗi lần mâu thuẫn đôi bên lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau nhiều hơn mối quan hệ hiện tại của hai người rất đáng làm cho người khác phải ngưỡng mộ nữa ngoài ra trong ngày này với bạn tuổi thân nếu như bạn là một người cha một người mẹ thì rất quan tâm tới con cái của mình bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của quân, người đồng hành cùng với con trên quãng đường trưởng thành của quân nữa nhé. Trên phương diện tài lộc của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần, chia chở, cái điều này sẽ đem lại cho bạn có được cơ hội phát tài, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cố gắng hơn nữa, dù vất vả, nhưng với những gì mà bạn gặt hái được, vượt xa so với mong đợi của bạn, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, ganh tị với bạn nữa nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy hòa hợp với nửa kia đôi bên luôn thấu hiệu lẫn nhau Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hâm nóng tình cảm vợ chồng Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đối với những bạn làm nghề tự do có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 16 số 86 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc các tường màu trắng màu vàng quý nhóc phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp cho nên với bạn tuổi Dậu gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao của mình ngày hôm nay và nếu như bạn may mắn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay và hai người có thể bắt tay nhau cùng phát triển về tương lai ở phía trước về công việc của bạn từ Dậu trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương cũng có được những chuyển biến tích cực bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều từ chối và bạn hãy làm tốt nhiệm vụ được giao để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo nữa nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có thổ sinh trụ kim vượng điều này cho thấy bản mệnh tuổi dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình vì sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình với bạn tuổi dậu bạn quan niệm là người nhà cần phải trò chuyện tâm sự với nhau cùng nhau đối diện với những khó khăn và vượt qua khó khăn nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao thuận lợi, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người phải ngạc nhìn, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc chủ động và tin tưởng để nắm bắt cơ hội, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau. Và đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang có điểm báo về phương diện sự nghiệp của bạn không được như ý muốn. Với bạn tuổi Tuất, quá cứng quái, thích làm theo ý của mình, không chịu hòa nhập với tập thể cho nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập khiến cho việc làm của bạn làm gì cũng gặp khó khăn, trở ngại cả nhé. Với bạn tử tuất trong ngày này, bạn cần phải thay đổi mặt tính cách này nếu như muốn tiến xa hơn nữa về phương diện công danh sự nghiệp của mình. Tự cô lập bản thân sẽ khiến cho bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn nữa đâu chứ nhá. Và ngày này với bạn tuổi tốt, xem tử vi cùng cho thấy đây là ngày tuổi của bốn mạng cho nên bạn cần phải kiên cử những công việc quan trọng như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa hay là khai trương, xuất hành hay là khai ngoài phong thủy để tránh những rủi ro xảy ra với mình. Bên cạnh đó, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, bạn mệnh cũng nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn hạn chế được những rủi ro, tránh được những điều không mong muốn xảy ra theo ý của mình. Về câu quýt cho bản tuổi tốt trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa quá cứng cỗi không chịu hòa nhập với mọi người, từ vi tuổi bính tốt thuộc mệnh thổ nên hạ bớt cái tôi của mình xuống, không nên cô lập bản thân, từ vi tuổi mậu tốt thuộc mệnh mộc cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người, từ vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim, dễ bị mọi người xung quanh đối sự lạnh nhạt, từ vế tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Với đánh giá của bạn Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 72, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Xem vận tình ngày thứ bảy này với ba tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khác với thủy, điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi với những mâu thuẫn bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Và ngày này với ba tuổi hỏi, trong gia đình bạn thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của những người khác. Bạn cần phải đặt mình vào vị trí của người khác, đừng có ích kỷ, coi mọi việc chiều theo ý của mình là hiển nhiên bạn tuổi hỏi nhé trên phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh điều này cho thấy với bạn rất dễ phát tài bất ngờ trong các trò chơi may rủi tuy nhiên với bạn tuổi hợi không nên sống phụ thuộc vào số tiền này bạn cần phải cố gắng làm mọi việc dựa trên sức lao động của chính mình dù bây giờ có vất vả nhưng chắc chắn tương lai của bạn sẽ là người giàu sang phú quý Để tài lộc đủ đầy nhé về câu quyết cho bà tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất Hợi thuộc mệnh hỏa dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chăm chỉ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn lại.